Rudy Kurniawan, cái tên từng được kính nể trong giới sưu tập rượu vang cao cấp. Nhưng phía sau sự hào nhoáng là một kẻ lừa đảo khét tiếng, người đã làm chấn động thế giới rượu vang. Bắt đầu từ đầu những năm 2000, Rudy tạo ra hàng nghìn chai rượu giả bằng cách pha trộn rượu giá rẻ từ các nhãn hàng phổ thông, sau đó áp dụng những kỹ thuật tinh vi để tái tạo những chai rượu từ các nhà sản xuất nổi tiếng như Domaine de la Romane Conti và Chateau Lafleur. Ông không chỉ giỏi pha trộn mà còn tinh xảo trong việc làm cũ nhãn chai. Bùn đất và cà phê được sử dụng để tạo ra vẻ cổ điển, khiến những chai rượu già trông không khác gì những chai vang đất đỏ từ thế kỷ trước. Tại các buổi đấu giá, Rudy trở thành huyền thoại. Ông bán những chai rượu được cho là hiếm có, với giá lên tới 50.000 đô la một chai, thu hút sự chú ý của những nhà sưu tập giàu có khắp thế giới. Đến năm 2008, một số chuyên gia bắt đầu đặt nghi vấn về tính xác thực của những chai rượu này. Vào năm 2008, nhà đấu giá danh tiếng Acker Merrill & Condit phát hiện một lô chai vang giả có niên đại sai lệch hoàn toàn so với dữ liệu gốc của nhà sản xuất. Sự nghi ngờ ngày càng lớn và vào năm 2012, FBI đã tiến hành một cuộc đột kích vào nhà riêng của Rudy. Tại đây, họ phát hiện một xưởng sản xuất rượu giả với đầy đủ dụng cụ, chai, nhãn, nút bẩn và rượu từ nhiều nguồn khác nhau. Rudy Kurniawan bị bắt giữ và bị buộc tội lừa đảo bán rượu vang giả với tổng giá trị lên tới 35 triệu USD. Vào năm 2013, ông bị kết án 10 năm tù. Vụ lừa đảo này đã làm rung chuyển thế giới rượu vang cao cấp. Các nhà sản xuất và nhà đấu giá buộc phải tăng cường các biện pháp kiểm soát chất lượng nhằm bảo vệ sự tin cậy của những chai rượu quý hiếm. Vụ việc của Rudy Kurniawan là lời cảnh tỉnh cho toàn ngành. Minh bạch và kiểm soát chất lượng không chỉ bảo vệ giá trị của những chai rượu quý mà còn giữ gìn niềm tin của những người đam mê rượu vang. Daily Wine, rượu vang uống hàng ngày.